Thứ năm, ngày mùng 7 tháng 4, 2022, ngày hoàng đạo, hài con giáp, ngọ tuất, được sao giáp, cát tinh chiếu, sẽ có những cái cát lành và thuận lợi gì? Trước tiên, ông Đồ xin được quý vị ủng hộ và đăng ký theo dõi kênh để ông Đồ chia sẻ nhiều hơn những cái thông tin hữu ích cho quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, thứ năm ngày mùng 7 tháng 4, 2022, âm lịch là ngày mùng 7 tháng 3, tức ngày Canh Dần, ngày hoàng đạo. Ngũ hành là Tùng Bách Mộc, được xem là một ngày rất là tốt đối với hai con giáp Ngọ và Tuất khi gặp được sao giáp là một trong cát tinh trong nhị thập bát tú chiếu, tạo tác mọi việc đều đặn vinh, tấn lợi, hôn nhân kế gả, sanh con quý, công danh khoa cử đỗ đạt cao. Một ngày tốt về mọi mặt khi có thêm sinh khí được hai và hoàng ân. Hai tuổi này làm thêm được các việc như là xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ hay là ban nền. Ngày đã thuận như thế thì can chi ngũ hành liệu có gì phải bàn không? Vâng, thưa quý vị, xét về ngũ hành, ngày Canh Dần ngũ hành là mộc, trong khi ngọ có ngũ hành là dương hỏa, tuất ngũ hành là dương thổ. Theo ngũ hành tương sinh thì là mộc sinh hỏa, thổ khắc mộc nhưng trong khắc có dưỡng, tạo thành hỏa vượng. Xét về địa chi thì Dần nằm trong nhóm tam hợp Dần ngọ tuất, cho nên hai tuổi ngọ và tuất tốt nhất trong ngày hôm nay. Vậy sẽ có cái con giáp nào không được gặp lành trong ngày Canh Dần này theo hình hại phá tuyệt đây quý vị? Vâng, ngày Canh Dần sẽ xung với thân hình tị, hại tị, phá hợi tuyệt dậu. Dần xung thân nằm trong tứ hành xung Dần thân tị hợi. Dần tương ứng với hành mộc, tuổi thân tương ứng với hành kim. Theo ngũ hành tương khắc, kim thì khắc mộc, Dần khắc chế thân, cho nên trong ngày cũng có hai cái tuổi không thuận lợi và may mắn, đó là Giáp Thân và Mậu Thân. Các tuổi này phạm phải ngày tam nương xấu, kỵ tiến hành các việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà quý vị nhé. Và đặc biệt, ngày Canh Dần sẽ chính xung với cái tuổi Nhâm Thân 1992. Ngoài chịu đựng tam nương sát thì còn bị sao Thiên Tặc, một thông tin chiếu sẽ xấu đối với khởi tạo đồng thổ về nhà mới khai trương, cho nên đặc biệt lưu ý quý vị nhé.